đâu mày, hôm nay muốn làm gì đây? Mày cũng biết làm tóc á? Đấy, làm gì làm? Làm đi. Ê, mày làm cái gì đấy? Anh, sao đấy? Bạn em tự nhiên nó đến nó cắt gắn tún này xong rồi nó chạy mất. Không biết là ai cho nó mượn kéo nó vào nó cắt tóc em như thế này đây. Anh cho nó mượn kéo đúng không? Em nhìn cái kéo đấy chắc chắn là kéo của anh rồi, anh đừng có cãi. Thì bây giờ phải làm nào, anh sửa tóc cho em đi. Nhưng mà anh đã cãi cái gì đâu. Ừ, anh không kéo... cần cãi, chắc chắn cái kéo đấy là kéo của anh rồi. Thì kéo của anh thật. Sao anh lại cho nó mượn? Chị ai biết đâu được mượn, ngay bạn ấy mượn, bạn ấy bảo cắt gì ở lông mũi, lông mày thế anh biết gì đâu. Thế mà anh cũng cho nó mượn. Thế bây giờ bảo mượn là sẽ không cho. Thì do cắt mũi, lông mũi mà cũng cho nó mượn. Thì bây giờ nó là cắt tóc em đây này. Anh sửa đi. Nhưng bạn em cắt thì không phải anh cắt đâu mà bắt anh sửa. Thế anh ngồi đây đi, em cắt tóc anh cho nó hề được không? Ủa rồi, thế chết. Thôi được rồi, thế để anh cố gắng anh sửa lại cho em được chưa? Anh nhìn em bây giờ bên ngắn bên dài làm sao mà sửa nữa? Thì sửa cho hai bên nó ngắn. Ngày xưa nhìn em bướng lắm. Từ khi nào mà em lại thay đổi như vậy?